Thi Thiên 43. Đức Chúa Trời ơi, xin biện minh cho con và bênh vực lý lẽ của con chống lại một dân vô đạo, xin giải cứu con khỏi kẻ dối gạt và gian ác. Vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa là đòn lũy của con, sao Ngài từ bỏ con? Tại sao con phải buồn thảm dưới sự áp bức của kẻ thù? Xin ánh sáng và chân lý Ngài chiếu rọi để dẫn dắt con, đưa con lên núi thánh là nơi ngự của Ngài. Bây giờ con sẽ đến bàn thờ Đức Chúa Trời, đến với Đức Chúa Trời là nguồn vui bất tận của con. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con sẽ lấy đàn hạt mà ca ngợi Ngài. Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ca ngợi Ngài nữa, vì Ngài là Đức Chúa Trời của ta, và nhờ gặp mặt Ngài mà ta được giải cứu. 2 Timôthê đoạn 1. Phao-lô, sứ đồ của Đấng Christ Giê-xu, bởi ý muốn Đức Chúa Trời, theo lời hứa ban sự sống trong Đấng Christ Giê-xu, thân gửi Timôthê, con rất yêu dấu của ta, cầu xin Đức Chúa Trời là Cha và Đấng Christ Giê-xu Chúa chúng ta ban ân điển, sự thương xót và bình an cho con. Ta cảm tạ Đức Chúa Trời là Đấng ta phục vụ với lương tâm trong sáng như tổ phụ ta đã làm. Cả ngày lẫn đêm, ta luôn nhớ đến con trong khi cầu nguyện. Khi nhớ đến nước mắt con, ta ước ao sớm đến thăm con để lòng được tràn ngập niềm vui. Ta cũng nhớ đến đức tin chân thành của con, là đức tin trước đã sống trong Lois bà ngoại con và trong Ernest mẹ con. Ta tin chắc rằng đức tin ấy nay đang sống trong con. Vì vậy, ta nhắc con hãy nhân lại ân tứ của Đức Chúa Trời mà con đã nhận lãnh qua sự đặt tay của ta. Vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ. Vậy, con chớ hổ thẹn khi làm chứng về Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn về ta, người tù của Ngài, nhưng hãy cậy quyền năng Đức Chúa Trời, cùng ta chịu khổ vì tin lành. Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bằng sự kêu gọi thánh, không phải do việc làm của chúng ta, nhưng theo mục đích riêng của Ngài và ân điển mà Ngài ban cho chúng ta từ muôn đời trước trong Đấng Christ Giê-xu. Ân điển ấy bây giờ mới được thể hiện qua sự hiện đến của Đấng Christ Giê-xu, cứu Chúa chúng ta, Đấng đã tiêu diệt sự chết, dùng tin lành làm sáng tỏ sự sống và sự bất diệt. Chính vì tin lành này mà ta đã được lập làm người truyền giảng, sứ đồ và giáo sư. Đó chính là lý do mà ta chịu khổ, nhưng ta không hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào. Và ta đoán chắc rằng Đấng ấy có quyền năng bảo vệ điều ta đã ủy thác cho đến ngày ấy. Với đức tin và tình yêu trong Đấng Christ Giê-xu, hãy giữ những điều dạy dỗ chân chính mà con đã học nơi ta làm mẫu mực. Hãy nhờ Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong chúng ta, mà gìn giữ điều tốt đẹp đã được ủy thác cho con. Con biết rằng tất cả những người trong miền Asia đã lìa bỏ ta, trong số ấy có cả Phygen và Hermogen. Cầu xin Chúa thương xót gia đình Onesiphorus, vì ông ấy đã nhiều lần nâng đỡ ta, không hề hổ thẹn khi ta bị xiềng xích. Trái lại, khi vừa đến Roma, ông ấy đã vội vã tìm ta và đã tìm được. Cầu xin Chúa cho ông ấy tìm được sự thương xót của Chúa trong ngày đó. Con biết rõ khi ở Epheso, ông ấy đã hết lòng phục vụ ta. Esai đoạn 39. Trong lúc đó, vua Babylon là Merodach Baladan, con vua Baladan, sai người đem thư và quà tặng cho Ezechia, vì nghe tin vua bị bệnh và được chữa lành. Ezechia chào mừng các sứ thần và cho họ xem kho báu của vua như vàng, bạc, hương liệu, dầu quý, tất cả kho vũ khí và mọi vật trong các kho tàng. Chẳng có vật gì trong cung điện và trong toàn lãnh thổ mà Ezechia không cho họ xem. Nhà tiên tri Esai đến gặp vua Ezechia và hỏi: những người ấy đã nói gì với vua và họ từ đâu đến? Ezechia đáp: họ từ xứ Babylon xa xôi đến thăm ta. Esai hỏi tiếp: họ đã xem gì trong cung vua? Ezechia đáp: họ đã xem tất cả những gì có trong cung điện của ta,
chẳng vật gì trong các kho tàng mà ta không cho họ xem. Bây giờ Esai nói với Ê-xê-chia: Xin vua nghe lời Đức Giê-hô-va hoàng quân phán. Này, trong những ngày đến, mọi vật trong cung điện của con, tất cả những gì mà tổ tiên con đã tích trữ trong các kho tàng cho đến ngày nay đều sẽ bị đem qua Babylon, chẳng còn một thứ gì. Đức Giê-hô-va phán vậy. Trong số các con ruột của con do chính con sinh ra, một số sẽ bị bắt đi làm hoạn quan trong cung vua Babylon. Ê-xê-chia đáp lời Ê-sai: Lời Đức Giê-hô-va mà ông vừa nói là tốt, vì vua thầm nghĩ trong đời ta sẽ được hòa bình và ổn định. Ê-sai đoạn 40. Đức Chúa Trời của các ngươi phán: hãy an ủi dân ta, hãy nói cho thấu lòng Jerusalem và rao rằng cuộc chiến của nó đã kết thúc, tội lỗi nó đã được tha, nó đã chịu gấp đôi từ tay Đức Giê-hô-va về mọi tội lỗi của mình. Có tiếng kêu lên trong hoang mạc: hãy mở một con đường cho Đức Giê-hô-va, hãy dọn thẳng đường cái trong đồng hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được nâng lên, mọi núi đồi sẽ bị hạ xuống, các nơi gập ghềnh sẽ được làm cho phẳng, các chỗ gồ ghề sẽ trở nên đồng bằng. Bây giờ vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ thể hiện và mọi người đều sẽ xem thấy, vì chính Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Có tiếng nói: hãy kêu lên, và có tiếng đáp: tôi phải kêu thế nào? Lời người giống như cỏ, vẻ đẹp của nó như cỏ hoa đồng nội, cỏ khô hoa rụng, vì hơi thở của Đức Giê-hô-va thổi qua. Thật vậy, loài người chỉ là cỏ, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời. Ai rao tin lành cho Sion, hãy lên núi cao. Ai rao tin lành cho Jerusalem, hãy ra sức cất tiếng lên. Hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành của Giu-đa rằng: đây là Đức Chúa Trời của các ngươi. Này, Chúa Giê-hô-va sẽ đến trong quyền năng, Ngài dùng cánh tay Ngài mà cai trị. Này, sự ban thưởng Ngài ở với Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên, tập hợp các chiên con trong cánh tay mình và ẵm chúng vào lòng, nhẹ nhàng dẫn các chiên cái đang cho bú. Ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển cả, lấy găng tay mà đo các tầng trời? Ai đã lấy đấu mà đông bụi đất? Ai đã dùng cân mà cân núi và dùng cân bàn mà cân đồi? Ai lường được thần của Đức Chúa Trời, và ai làm cố vấn cho Ngài để dạy Ngài điều gì? Ngài đã hỏi ý kiến ai để được thông hiểu? Ai đã dạy cho Ngài đường công lý? Ai đã dạy Ngài tri thức và chỉ cho Ngài phương cách nhận thức? Kìa, các nước giống như một giọt nước nhỏ trong thùng, giống như là một hạt bụi rơi trên cân. Này, Ngài nhấc các hải đảo lên như nhấc một vật nhỏ. Rừng Liban không đủ củi đốt lửa, những thú vật ở đó chẳng đủ làm tế lễ thiêu. Trước mặt Ngài, mọi nước đều không là gì cả, Ngài xem chúng như trống không và hư vô. Vậy các ngươi có thể ví Đức Chúa Trời với ai? Lấy hình ảnh nào so sánh với Ngài được? Khi người thợ đúc tượng thì thợ bạc lấy vàng bọc nó và đúc những dây chuyền bằng bạc cho nó. Người nghèo không lo nổi tượng đúc thì chọn gỗ không mục và tìm thợ lành nghề để dựng một tượng thật vững chắc. Các ngươi không biết sao? Các ngươi chưa nghe sao? Chẳng phải điều đó đã được dạy cho các ngươi từ ban đầu sao? Chẳng phải các ngươi đã hiểu quả đất được đặt nền móng sao? Chính Ngài là đấng ngự trên vòm che quả đất, và các cư dân trên đất giống như cào cào. Ngài là đấng dương các tầng trời ra như cái màn và căng chúng ra như trại để ở. Ngài làm cho các quan chức cao cấp ra như con số không, và làm cho các thẩm phán trên đất ra hư không. Họ vừa mới được trồng, vừa mới được gieo, cây vừa mới đâm rễ trong đất, thì Đức Giê-hô-va thổi hơi qua và họ liền khô héo. Này, một cơn gió lốc đùa họ đi như rơm rác. Đấng Thánh phán: các con so sánh ta với ai? Ai sẽ ngang bằng với ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã sáng tạo những vật này? Ngài là đấng khiến các thiên thể ra theo số lượng và đội ngũ. Ngài gọi đích danh tất cả chúng, không bỏ sót một thiên thể nào.
vì sức mạnh vĩ đại và quyền năng vô biên của Ngài. Vậy hỡi Gia-cốp, sao con nói? Hỡi Israel, sao con than thở? Đường lối tôi đã bị che khuất khỏi Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời tôi không còn quan tâm đến quyền lợi của tôi. Con không biết sao? Con chưa nghe sao? Giê-hô-va là Đức Chúa Trời đời đời, Đấng đã sáng tạo toàn cõi đất, chẳng mỏi mệt, chẳng yếu sức. Sự hiểu biết của Ngài không thể dò được. Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức. Các thanh niên cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trong đời Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.